Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói đến ba cổ phiếu đó như là VAX, SI và VCI, là ba cổ phiếu đã có nhịp break nhưng dường như đã break hụt trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó, chúng ta đang có dấu hiệu là thị trường đã xuất hiện phân kỳ và sẽ đảo chiều trong thời gian sắp tới. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào với ba cổ phiếu này một cách hợp lý trong giai đoạn hiện tại? Trước khi bước vào nội dung chính của video, nếu mọi người thấy hay và hữu ích, đừng quên để lại cho kênh Ichimoku Việt Nam một subscribe, cho video của em một like. Và nếu có bất kỳ câu hỏi cũng như cần sự hỗ trợ nào, có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở bên dưới hoặc để lại ở phần comment, em sẽ hỗ trợ cũng như tư vấn mọi người một cách nhanh chóng và kỹ càng nhất. Rồi, bước vào nội dung chính của video, thì chúng ta đầu tiên sẽ nhìn nhận chung về thị trường trong phiên ngày hôm nay. Thị trường có một biên độ rất lớn trong hôm nay, khi mà điểm cao nhất là 1.264 và thấp nhất của thị trường hôm nay là 1.247, thanh khoản duy trì ở mức rất cao, hôm nay đạt 26.136 tỷ. Và ngay phiên sáng, mức thanh khoản lại rất lớn khi mà cái phiên sáng chúng ta có mức thanh khoản là 14.500 tỷ. Nhưng đây không phải là một dấu hiệu quá tích cực, bởi vì việc thanh khoản lớn như ngày hôm nay nhưng chúng ta không hề có một nhóm ngành nào là một nhóm ngành dẫn sóng một cách rõ ràng, cũng như là thể hiện cái sự dẫn dắt của mình trong ngày hôm nay. Vì thế, cái sự biến động lớn trong phiên ngày hôm nay là một dấu hiệu cho thấy rằng đà tăng của thị trường đang tương đối lỏng lẻo. Nhìn vào đồ thị kỹ thuật thì chỉ số VN Index đang ở quanh vùng 1.250-1.260, thì đây sẽ là một vùng chuyển giao. Như em nói, nếu nó break đi vùng 1.260 thì nó sẽ bước vào một cái nhịp tăng mới, được gọi là một nhịp tăng nước rút, lên đâu đó vùng 1.300-1.280 là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà nếu nó không break được, bên cạnh đó, từ các video trước cũng như là các buổi live stream trước, em cũng đã nói về mọi người vấn đề phân kỳ, thì trong phiên hôm nay dường như nó đã xác nhận về dấu hiệu phân kỳ, thì khả năng cao trong thời gian sắp tới nhịp điều chỉnh của thị trường là hoàn toàn sẽ có thể xảy ra. Nhưng trước mắt, khi mà cái xung lực của thị trường vẫn đang còn rất khỏe, ngày hôm qua chúng ta có cổ phiếu Vietcombank kéo tăng trần, ngày hôm kia ta có HBG kéo tăng trần, đây đều là hai cổ phiếu rất nặng trong nhóm ngành trụ cũng như là với các nhóm ngành của mình, thì đây một phần nào đó đã thể hiện ra được cái quyết tâm của tạo lập, quyết tâm của dòng tiền là muốn đánh thị trường lên. Thì phiên hôm nay nếu mà nó một nhịp điều chỉnh bởi phân kỳ thì trước mắt chúng ta sẽ view với nhau rằng một nhịp điều chỉnh đâu đó là từ 20 cho tới 30 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra, về lại vùng 1.230. Thì sau đó chúng ta sẽ kỳ vọng đánh một nhịp lên lại đâu đó vùng 1.280, để làm sao chúng ta sẽ có được các phân kỳ tam đoạn ở RSI. Bởi nếu mà nhìn vào giai đoạn hiện tại, hầu như các sự phân kỳ chỉ đến từ RSI cũng như là MFI, chứ không có sự hỗ trợ cũng như là không có sự tham gia của là MACD. Bởi khi mà có dấu hiệu phân kỳ mạnh nhẹ mẽ nhất ấy, thì RSI ít nhất sẽ cần là phân kỳ tam đoạn cũng như là phải có sự tham gia của MACD, thì khi đó có một nhịp điều chỉnh sâu của thị trường nó sẽ diễn ra và diễn ra rất lớn. Vì vậy, trong giai đoạn hiện tại và trước mắt, chúng ta sẽ view với nhau thị trường chỉnh đâu đó 20-30 điểm, về lại 1.230-1.200, và mọi người hoàn toàn dựa vào quan sát thị trường lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc đánh một nhịp lên lại 1.280. Nhưng mà với việc thị trường đã kéo từ 1.080 lên vùng 1.260 như hiện tại rồi mà chưa có một nhịp giảm nào quá lớn, thì có thể thị trường sẽ đánh up ta trong thời điểm hiện tại là hoàn toàn sẽ có thể xảy ra. Vì vậy, việc hiện tại vẫn nên là cơ cấu hạ bớt tỷ trọng của mình, đưa các danh mục về mức an toàn, không nên nắm quá nhiều cổ phiếu trong giai đoạn này. Nhìn về ba cổ phiếu VX, VIX, VCI và SHX. Với cổ phiếu VAX là một cổ phiếu rất đẹp trong nhóm ngành chứng khoán khi nó vẫn duy trì được một cái mức kênh trendline tăng của mình ở khung đồ thị ngày. Bên cạnh đó, nó cũng đang là một cổ phiếu đang ở biên trên của nền tích lũy ngắn hạn trên vùng giá 18, thì đây vẫn là một cái dấu hiệu tốt cho thấy là VAX vẫn đang hành động tốt hơn so với thị trường, cũng như là đang là cổ phiếu nổi bật trong nhóm ngành chứng khoán mà ta hoàn toàn sẽ có thể để ý tới. Nếu mà nhìn về đồ thị kỹ thuật Ichimoku ở trong khung ngày, với việc Tenkan, Kitsune đang chập lại với nhau và các phiên sắp tới, nhất ít nhất là phiên ngày mai vẫn sẽ duy trì được cái hành động này ấy, thì cổ phiếu VIX có thể vẫn sẽ có một nhịp hồi phục bật tăng trở lại lên đó vùng giá 18.5-18.7. Để mà nói nhóm chứng khoán có một nhịp điều chỉnh quá lớn trong thời điểm hiện tại thì em nghĩ là chưa, bởi vì chúng ta đang nhận được rất nhiều thông tin tốt từ nhóm cổ phiếu chứng khoán trong thời điểm vừa rồi.
cũng như là trong hôm nay chúng ta đều có các thông tin bổ trợ tương đối tốt từ nhóm cổ phiếu chứng khoán. Vì vậy, việc mà nhóm chứng khoán có một nhịp chỉnh quá sâu thì em nghĩ là chưa, và nếu mà nó có chỉnh thì hoàn toàn vẫn sẽ có dòng tiền tham gia và bắt nhóm cổ phiếu chứng khoán lên. Trước mắt target vẫn là sẽ là vùng 19 và vùng 20, đó vẫn là target mà em đặt ra cho cổ phiếu VIX từ đó tới giờ. Nhưng mà một điều mọi người cần phải lưu ý đó chính là rủi ro thị trường phân kỳ điều chỉnh là hoàn toàn rất nguy hiểm. Vì thế chúng ta không thể chủ quan với thị trường trong giai đoạn hiện tại. Với những ai đang cầm cổ phiếu VIX mà đã có sẵn hàng rồi, em nghĩ nên cân nhắc các giai đoạn mà cổ phiếu VIX này kéo ngược lên thì chúng ta nên hạ bớt tỷ trọng của mình đi. Đó là một điều cần thiết để chúng ta sẵn sàng cho một nhịp bắt đáy sau này, bắt đánh một nhịp mới cho cổ phiếu VIX, thì khi đó cổ phiếu VIX có thể tăng mạnh mẽ hơn. Việc mà hạ bớt tỷ trọng đi không có nghĩa là mọi người mất vị thế, mà nó sẽ đảm bảo cho mọi người an toàn trong giai đoạn là rung lắc cũng như là giai đoạn khó khăn của thị trường. Nếu mọi người chờ và kiểu như là không quyết đoán trong việc đưa ra vị thế cắt cổ phiếu của mình, thì có thể trong các khoảng thời gian sau đó khi mà thị trường thực sự điều chỉnh sâu, mọi người sẽ bị kẹt hàng, và với điều này sự thụ động trong thời điểm đó sẽ khó đưa ra mọi người một cái quyết định đúng đắn. Vì thế nếu thị trường rủi ro, hãy cân nhắc là hạ tỷ trọng. Điểm hạ tỷ trọng của cổ phiếu VIX đó chính là phía dưới vùng giá là 17.9, khi đó mọi người nên quyết liệt hơn về mặt hạ tỷ trọng. Nếu mọi người muốn giữ thì phải quan sát, nếu mà giữ được trên 17.9 này thì mọi người vẫn có thể giữ được, còn nếu phá đi mọi người vẫn nên cân nhắc hạ ra. Với VCI là một cổ phiếu vẫn rất đẹp trong nhóm ngành chứng khoán, cũng như là có kỳ vọng sẽ dẫn dắt nhóm ngành chứng khoán trong thời gian sắp tới, với các câu chuyện như là nâng vốn cũng như là nâng hạng thị trường KRX đều chưa xảy ra với cổ phiếu VCI. Vì vậy các kỳ vọng của cổ phiếu VCI trong thời điểm sắp tới là rất lớn. Phiên hôm nay cổ phiếu VCI vẫn duy trì được mức tăng là 1%, thì đây vẫn là một cái dấu hiệu tương đối tốt khi cho thấy là VCI là một cổ phiếu tương khỏe hơn trong nhóm ngành chứng khoán. Nó vẫn là một cổ phiếu ở biên trên. Bên cạnh đó, Tenkan Gijun ở khung này đang có dấu hiệu hướng lên, và ở khung H1 thì ở dưới đây chúng ta vẫn có các vùng hỗ trợ tương đối chặt cho cổ phiếu VCI. Vì vậy mọi người nếu muốn nắm thì vẫn có thể nắm được, nhưng mà vẫn nên cân nhắc các phiên đánh lên lại của cổ phiếu VCI mà thoát bớt hàng ra. Với những ai mà phiên hôm nay gia tăng tỷ trọng cũng như là tham gia giải ngân mua mới thăm dò thì có thể để lại các phần mua mới thăm dò đó để đợi hàng về chúng ta sẽ giải quyết. Nhưng mà với những ai đã có sẵn rồi và đang nắm tỷ trọng quá cao, mọi người cân nhắc nên hạ bớt ra. Các vùng mà chúng ta nên quyết liệt cắt cổ phiếu VCI sẽ là trước mắt vùng giá 44.8, thì khi thủng vùng giá 44.8 này mọi người nên cân nhắc thoát từ 30-40% hàng, và khi mất đi khỏi vùng giá 44 này mọi người nên cân nhắc là quyết liệt cắt cổ phiếu VCI, bởi sau đó nó có thể tiến về vùng phía dưới như là vùng 42-43 là hoàn toàn bình thường. Target của cổ phiếu VCI cũng tương tự như VX sẽ tiến về cái đỉnh cũ của mình, với VCI sẽ là vùng 49-50, mọi người hoàn toàn có thể kỳ vọng được về mặt trung hạn, ít nhất là sớm thôi, em nghĩ là sớm thôi, đó là cuối tháng 3, đầu tháng 4 thì mọi người sẽ thấy được cổ phiếu VCI khi mà chúng ta sẽ có một nhịp đánh mới của cổ phiếu này. Bởi về cái nền tích lũy của cổ phiếu VCI cũng như là cái hành động của cổ phiếu này là rất tốt, không nên quá lo lắng trong thời điểm về lâu dài, mà về mặt triển vọng lâu dài thì đây là một cổ phiếu rất đẹp. Hay như là AI hôm nay là một cổ phiếu bùng nổ rất tốt ở đầu phiên. Nó đã tiến lên vùng cao nhất hôm nay là vùng giá 37.7, thì đã có dấu hiệu breakout, nhưng mà nó dường như đã breakout xịt khi chúng ta đã có một vùng rau nén phía trên rất dài và đóng cửa mức giá 37, thì đây vẫn là một cái dấu hiệu không quá tốt cho cổ phiếu AI, cho thấy áp lực bán của cổ phiếu này là vẫn còn rất lớn bên cạnh các rủi ro là phân kỳ của thị trường. Vì vậy hành động của phiếu AI sẽ tương tự VIX và VCI trong khoảng thời gian sắp tới, mọi người vẫn nên cân nhắc nếu tỷ trọng quá lớn hãy hạ bớt để đảm bảo an toàn cho tài khoản, bởi còn tiền sẽ là còn cơ hội, và nếu mọi người đã giải ngân rồi thì mọi người hoàn toàn sẽ có thể chờ đợi được. Bởi nếu mà nhìn vào đồ thị kỹ thuật Ichimoku, với việc mà Tenkan Kisun đang chập lại với nhau hướng lên, giờ 65 cũng như 129 đang hướng lên, thì cho thấy cái động lực tăng của cổ phiếu SR trong đồ thị kỹ thuật Ichimoku là rất triển vọng. Nhìn vào khung đồ thị H1 thì ở dưới vùng này
thì cổ phiếu AI vẫn là một cổ phiếu có rất nhiều vùng hỗ trợ. Vì vậy, cổ phiếu AI nếu về các vùng nào đó 35.8 thì vẫn sẽ là vùng cổ phiếu này sẽ nhận được một sự hỗ trợ cũng như là một sự nâng đỡ rất tốt từ mặt dòng tiền. Bên cạnh đó, điều này không có nghĩa rằng chúng ta sẽ chủ quan với cổ phiếu AI, mà với dấu hiệu tiêu cực như ngày hôm nay cũng như là dấu hiệu xấu đến từ thị trường chung, chúng ta vẫn nên cân nhắc ra bớt phần hàng AI của mình để chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho mặt tài khoản. Các cơ hội trong giai đoạn sắp tới là vẫn còn rất nhiều, nhất là ở đâu đó là giữa tháng 3, đầu tháng 4, chúng ta vẫn sẽ có cái rủi ro có một nhịp điều chỉnh lớn. Vì vậy mọi người hãy cẩn trọng, đừng để khi thị trường điều chỉnh thực sự thì khi đó chúng ta mới thoát hàng, bởi nó sẽ rất là bị động. Tổng kết lại, thị trường có thể có khả năng điều chỉnh, nhưng trước mắt sẽ là điều chỉnh về vùng 1230, đó là 1200, thì đó sẽ là mục tiêu trước mắt của thị trường để có thể điều chỉnh về. Về ba cổ phiếu VX, VCI và AI thì mọi người vẫn nên cân nhắc là cơ cấu bớt ba cổ phiếu này đi khi mà nó tiếp tục có xu hướng kéo lên, hạ bớt cái tỷ trọng của mình, đưa tài khoản về mức an toàn. Cái triển vọng cũng như câu chuyện của nhóm cổ phiếu chứng khoán trong khoảng thời gian hiện tại là được đưa ra rất nhiều. Vì vậy, cái sự nâng đỡ cho cổ phiếu chứng khoán có thể là vẫn sẽ an toàn cho hết tới đầu tuần sau. Vì thế, mọi người ai mua mới trong ngày hôm nay cũng như là ai gia tăng trong ngày hôm nay vẫn sẽ có khả năng hàng về, sẽ an toàn, không có vấn đề gì quá to tát. Em là Khoai TV, chúc mọi người giao dịch thành công.